Baby Bus. Hey, hãy nhấn vào đăng ký để theo dõi. Yeah. Wow. Gấu tên đi, bây giờ mình sẽ đi chơi xích đu. Hãy đợi mình ở đây, lát nữa mình sẽ quay lại nhé. Buồn quá, rất tiếc, mình rất muốn khóc. Dường như bóng tôi với mây đen phủ kín trong lòng. Bạn gấu Teddy ở đây bên tôi, cùng chơi bên nhau, tôi rất vui. Cảm ơn bạn nhiều. Buồn quá, rất tiếc, mình rất muốn khóc. Dường như bóng tôi với mây đen phủ kín trong lòng. Bạn thân yêu ơi, ở đây bên tôi, cùng chơi bên nhau, ta rất vui. Cảm ơn bạn nhiều. Buồn quá, vấp ngã chân đau rồi, mình rất muốn khóc. Dường như bóng tôi với mây đen phủ kín trong lòng. Mẹ thân yêu ơi, ở đây bên con, mẹ quan tâm con khi con buồn. Cảm ơn mẹ nhiều. Dù đôi khi tôi thấy rất buồn ủ nhưng không sao, vì bên tôi sẽ luôn có người thân yêu tuyệt vời. Mặt trời đã quay trở lại. Con đừng buồn, mẹ sẽ luôn ở bên con. Vâng ạ. Bạn mèo đã hết buồn. Chúng ta nên làm gì khi cảm thấy buồn? Khi cảm thấy buồn, khóc cũng không sao cả. Các bé có thể tâm sự với bạn bè hoặc gia đình để cảm thấy tốt hơn. Rồi hãy tìm một điều gì đó làm cho bản thân mình cảm thấy vui vẻ nhé. Lên đường thôi. Xin chào là mình đây. Mời các bạn hãy cùng lên xe buýt. Xin chào. Vòng quay tròn xoay lăn đều mình đi. La 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 la. Thật vui. Không ồ ồ không buồn kia bắn hết lên. Mau gạt đi nào. Xoẹt xoẹt. Đằng trước có hai chú chim. Mọi người ngồi chắc vào nhá. Đi nào không sao mà. Xin chào là mình đây. Mời các bạn hãy cùng lên xe buýt. Xin chào. Vòng quay tròn xoay lăn đều mình đi. La 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 la. Thật vui. Ở đây thật là tối. Không, không thấy cái gì. Ta bật đèn lên nào. Trông sáng trưa này. Tuyệt, đèn thật sáng. Đi nào, la la la. Bạn thật tuyệt. Đến rồi các bạn chạm dừng xe. Xin chào, hẹn gặp lại nhé. Tạm biệt. Vòng quay tròn xoay lăn đều mình đi. La 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 la. Thật vui. Ôi không.
không, ồ không, bạn hãy giúp tôi nào. Sẵn sàng giúp bạn, tôi đã có mặt. Cảm ơn bạn, sẽ kéo. Không có gì. Đi nào, la la la. Cảm ơn bạn xe buýt nhá. Mời em uống trà này. Ơi, con có thể mượn ấm trà của mẹ không ạ? Đây không phải đồ chơi, con đừng lấy ấm trà ra chơi nhá. Nhưng con rất muốn chơi. Hứa với mẹ rằng con sẽ không lấy nó ra chơi. Con nữa. Mình phải giữ lời hứa với mẹ. Mặc dù mình biết thế nhưng chỉ một lần này thôi. Chỉ cần mình không vỡ sẽ không sao đâu. Hãy nhẹ nhàng mẹ sẽ không biết. Mình phải giữ lời hứa với mẹ. Mặc dù mình biết thế nhưng chỉ một lần này thôi. Kìa, mình đã vỡ. Mình nên làm gì bây giờ? Hãy nhẹ nhàng mẹ sẽ không biết. Rồi con nói sẽ giữ lời, làm điều không đúng để bình trà rơi xuống đất. Người nào làm rơi vỡ? Có phải con làm vỡ không? Không mà, chuyện này con không biết. Lời mà đã hứa hãy giữ lời, làm điều không đúng mẹ nhận ra ngay đây. Người nào làm rơi vỡ? Có phải con làm vỡ không? Con xin lỗi. Nào, con yêu hãy nghe này. Làm điều không đúng thì mình không nên giấu. Mẹ à, con xin lỗi. Lần sau con đừng làm như thế nữa nhé. Vâng à, cần phải giữ lời hứa. Tại sao chúng ta nên giữ lời hứa? Nếu chúng ta không biết giữ lời hứa thì sẽ chẳng có ai tin chúng ta nữa. Vì thế, khi các con hứa, luôn nhớ phải giữ lời. Chào buổi sáng, Kiki. Chào buổi sáng. Cậu đang cầm gì vậy, Kiki? Đây là một cây táo. Cậu có muốn trồng nó với tớ không? Được chứ. Sau này chúng ta sẽ có thật nhiều trái táo ngon. Nhưng làm thế nào để trồng được bây giờ? Đừng lo, Kiki Miu Miu, chúng tớ sẽ giúp bạn trồng cây táo này. Yeah! Lấy chiếc gầu trên máy xúc lớn, vung tay lên, ta xới đất. Chúng ta đặt cây xuống chiếc hố, cây lớn nhảy lớn lên nào. Xin mời la 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 la
của các bạn share mà chúng ta có thể thu hoạch được nhiều táo ngon như vậy. Cảm ơn các bạn. Tớ là máy bán hàng Diệu Kỳ. Hãy tới đây và thử xem, tớ sẽ làm cho các bạn hạnh phúc. Kem của tôi. Tôi không vui, tôi thấy rất buồn, tâm trạng tôi tệ quá đi. Mà qua đây xem đi, bạn sẽ thấy bất ngờ. Mở ra xem ngay thôi. Tớ thấy rất tuyệt. Cảm ơn máy bán hàng Diệu Kỳ. Tôi không vui, tôi thấy khó chịu, tâm trạng giờ tôi tệ quá đi. Mau qua đây xem đi, bạn sẽ thấy bất ngờ. Mở ra xem ngay thôi. Ta thấy rất tuyệt. Gì đây? À, tôi không vui, tôi thấy khó chịu, tâm trạng tôi tệ quá đi. Mau qua đây xem đi, bạn sẽ thấy bất ngờ. Mở ra xem ngay thôi. Thấy rất tuyệt. Cảm ơn bạn, máy bán hàng Diệu Kỳ. Qua đây xem đi, bạn sẽ thấy bất ngờ. Mở ra xem ngay thôi. Ta thấy rất tuyệt. Cảm ơn bạn, máy bán hàng Diệu Kỳ. Tôi cũng cảm thấy thật tuyệt vời. Các bạn cảm thấy hôm nay thế nào? Quay đều, trứng xinh sắc màu. Ôi đỏ đây, bên trong có gì? Bơi dài và thang cao, thật thích lắm. Ồ, nó sẽ cứu hỏa. Ôi, thích chiếc xe lắm, chiếc xe cứu hỏa. Nào lên xe, mình đi thôi. Đi chữa cháy nhanh. Quay đều, trứng xinh sắc màu. Xanh biển đây, nào xem bên trong có gì. Thật ngầu, thật xe, chọn chọn chiếc lô. Ồ, nó là xe cảnh sát. Ôi, thích chiếc xe lắm. Wiu, wiu, wiu. Cảnh sát đây, mình lên xe. Đi bắt tên cướp. Wiu, wiu, wiu. Hả? Xe buýt, xe buýt, xe buýt.
Tớ thích bánh vòng. Tớ cũng vậy. Một chiếc bánh vòng đã biến mất rồi. Ở đây có rất nhiều dấu chân. Nhìn này, còn có rất nhiều vụn bánh nữa. Có ai đó đã trộm bánh rồi. Chúng ta hãy trở thành những thám tử tí hon và tìm ra người đã lấy bánh. Đồng ý. Baby Bus, trong vai những thám tử tí hon. Một chiếc bánh vòng ở trên khay đã bị lấy mất. Là ai đã lấy bánh vòng ở trên khay? Là bạn ư? Không phải. Vậy là ai? Mình là thám tử tí hon. Mình sẽ tìm ra ai đã lấy bánh vòng. Đội chiếc mũ, mình là thám tử. Mình tìm manh mối, ai đã lấy bánh vòng. Ta xem xung quanh với chiếc kính lúp. Xem bên đây, xem bên kia, ô đây có gì. Mình tìm được manh mối với kính lúp. Quan sát kỹ xem ai đã lấy bánh vòng. Một chiếc bánh vòng ở trên khay đã bị lấy mất. Là ai đã lấy bánh vòng ở trên khay? Là em ư? Không phải. Vậy là ai? Chúng ta hãy ra vườn tìm xem sao. Đội chiếc mũ, mình là thám tử. Mình tìm manh mối, ai đã lấy bánh vòng. Ta xem xung quanh với chiếc ống kính. Xem bên đây, xem bên kia, ô đây là gì. Mình tìm được manh mối với ống kính. Đi theo dấu vết xem ai đã lấy bánh vòng. Một chiếc bánh vòng ở trên khay đã bị lấy mất. Là ai đã lấy bánh vòng ở trên khay? Là chú ư? Là chú ư? Đúng là chú. Đúng là chú đã lấy một chiếc bánh vòng ở trên khay. Sao các cháu lại tìm ra được đó là chú? Chúng cháu đã tìm rất nhiều manh mối ở quanh đây. Bằng cách đó, chúng cháu đã tìm ra chú. Mà các cháu là những thám tử rất tài ba. Mẹ ơi, mẹ ơi. Ôi, sao thế con yêu? Không, không, mẹ ơi, bây giờ con không phải con yêu. Bây giờ con là bác sĩ. Để con kiểm tra cho mẹ nhé. Được thôi, bác sĩ Mimi. Mẹ của con ơi. Bác sĩ đây ư? Mẹ thế ôm sao? Vâng, tôi đang mệt. Bác sĩ khám ngay. Nhất chi luôn. Muốn biết có sốt cao hay không, đo nhiệt độ. Mẹ của con ơi. Bác sĩ đây ư? Mẹ thế ôm sao? Vâng, tôi đang mệt. Bác sĩ khám ngay. Nhất chi luôn. Hay ha miệng. À à à. Mẹ cần uống thật nhiều nước. Mẹ của con ơi. Bác sĩ đây ư? Có thể ôm không? Vâng, tôi đang mệt. Chi luôn. Bác sĩ khám cho tim đây. Hả, hả, hả. Hãy uống viên thuốc cầu vồng này. Rồi mẹ sẽ ổn thôi. Kìa, kìa, ba ơi. Sao thế con? Ba thế ôm sao? Không còn yêu à? Rất khó tin. Ba hơi mệt. Muốn biết có sốt cao hay không? Ốm rồi. Này này, ba ơi. Sao thế con? Ba thế ôm ư? Không còn yêu à? Rất khó tin. Ba ốm rồi. Hãy ha miệng. À à à. Ba cần phải uống thuốc. Được rồi. Này này, ba ơi. Sao thế con? Ba nghe rồi. Bác sĩ
nhất chi ngày. Bà xin mi mi thương bà nhiều.